Quý vị và các bạn đang đến với những trận, với hình ảnh đầu tiên của trận tứ kết thứ ba giữa Nhi Đồng Hưng Nguyên và Nhi Đồng Tân Kỳ thuộc hệ thống giải bóng đá Thiếu niên Nhi Đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2017. Nhanh ngay từ những giây đầu tiên. Dứt điểm, dứt điểm. Vào. Số 2 đã nhận đường kiến tạo của số 10. Tuy nhiên là Trần Quang Huy cao hơn so với Đinh Văn Bắc. Vào. Như vậy là xuất phát từ một cú đá phạt biên thì Tân Kỳ đã san bằng cách biệt.